Xin chào các bạn. Hôm nay thì Ngọc Anh đang có mặt tại Côn Đảo đây. Hiện tại thì Ngọc Anh đang có mặt tại khách sạn tại Côn Đảo. Mà hôm nay là một ngày rất tuyệt vời luôn để Ngọc Anh có thể dành một món quà dành tặng cho chính người thầy, người thầy vĩ đại của Ngọc Anh. Trong rất nhiều năm vừa qua, thầy đã giúp cho Ngọc Anh thay đổi hoàn toàn về tư duy này, về chiến lược, về hành động, về phát triển. Và cái mà thầy giúp cho cộng đồng anh em có được sức mạnh, sức khỏe và đặc biệt là kỷ luật trong công việc. Thì Ngọc Anh luôn luôn có một câu nói với các bạn, đó là kỷ luật tạo ra sức mạnh. Và trên tay Ngọc Anh đây đang cầm một món quà các bạn nhé. Đây là món quà. Các bạn có thể đoán xem, trước khi mà tham gia giải marathon nha, marathon tại Côn Đảo, đó là giải Tiền Phong, thì Ngọc Anh có mua món quà mà ấp ủ từ rất lâu rồi. Hôm nay Ngọc Anh mới mang tới để dành tặng cho người thầy vĩ đại Ngọc Anh. Đó là một đôi giày Nike nha, một đôi giày Nike Zoom 0%. Đây là đôi giày mà Ngọc Anh rất là mong muốn để dành tặng cho thầy. Và cảm ơn, biết ơn thầy vì lần đầu tiên Ngọc Anh tham gia giải Bariku nha, cũng là giải tại Bariku vào năm ngoái. Thì Ngọc Anh đã đạt giải ngoạn mục khi mà chạy cùng với thầy vào 4:57:28. Thì năm nay Ngọc Anh muốn lặp lại kỷ niệm đó, lặp lại cái kỷ niệm đó là vào khoảng 4:30. Để bao nhiêu các bạn xem đoạn video ngày hôm nay thì có thể chia sẻ với Ngọc Anh. Và đây là món quà Ngọc Anh muốn trao tặng cho thầy Phạm Thành Long với tình yêu thương và lòng biết ơn. Cảm ơn thầy và biết ơn thầy đã luôn luôn đôn thúc này, chia sẻ này và giúp cho Ngọc Anh thay đổi được hoàn toàn về nhận diện thương hiệu của mình và phát triển công việc của mình. Và đặc biệt là chúc cho thầy ngày mai khi tham gia giải chạy sẽ thành công này, tốt đẹp này và đạt được cái điều mà thầy mong muốn, đó là cùng với tất cả anh em gầu kem của cộng đồng của thầy và chạy được giải chạy ngày mai với số cây và phát triển tốt hơn và đặc biệt là mạnh mẽ hơn. Một lần nữa thì Ngọc Anh xin cảm ơn thầy, biết ơn thầy Phạm Thành Long đã luôn luôn tạo ra động lực cho không riêng Ngọc Anh mà cho tất cả mọi người đều có được cái năng lượng, đúng không? Các bạn có năng lượng thì các bạn sẽ có ngân lượng. Thế nên là Ngọc Anh muốn là các bạn hãy dành riêng thời gian cho mình để rèn luyện sức khỏe của mình. Có sức khỏe là có tất cả. Một lần nữa thì Ngọc Anh xin biết ơn thầy. Năm ngoái nó tặng mày đôi giày, năm nay mày tặng nó đôi giày thì không biết là giả nợ.